toàn là toàn có đây lên chia sẻ cho mọi người, cho đến đây mình nói cho mọi người nghe. Kính thưa cha và cộng đoàn, hôm nay là con lên trước đây là con cầu nguyện cho cha, trước là cầu nguyện cho cha và hợp ý cùng cộng đoàn xin cầu nguyện cho cha, vì con có như vừa qua là con cũng được một cái ơn Chúa, một sự bất ngờ. Nói chung là thưa thiệt với cha là con bây giờ con kể ra thì thưa thiệt không thể nào mấy cha vỡ nào cũng hết được, nhưng con kể tóm tắt là trong năm 2012 vừa qua là con mang một căn bệnh sơ gan cổ trướng xa trực tràng xa trị giai đoạn 3, mà con đi chợ rẫy coi như là hòa hảo, coi như là bệnh của con là bác sĩ đã bó tay rồi, mà thưa thiệt với cha lúc đó mà cái bụng con nó to lắm như này, con mà chung tay con phù hết, mà lúc đó là coi như là bác sĩ nói là tôi chưa từng có cái người nào á mà có căn bệnh như chú đấy, mà có thể là chú chết thôi, chú tất cả là thở bất ứng người nào. Mà lúc đó thưa thiệt với cha là con nằm con chỉ vợ của con là đút hai cái ống, mà cái ống mà chết bò á hai bên hông bỏ hai bô nước mà đổ là 4-5 bô á, cứ một lần đổ mà chết, mà bác sĩ nói ruột nói là bây giờ chết, coi như là người bây giờ xung quanh là cứ hút nước miết. Thì con buồn quá, đến năm 2012 cho đến 2015 mà con cũng mang căn bệnh, mà trong đó nó đi con và con của con thì gia đình con có hai cha con được ơn bị hiểm nghèo. Thì con có một cái ông anh là anh Phượng là có ngồi đây, là coi như ảnh đi về ảnh nói sáng ơi, em bây giờ là em phải nhắn cha Long là em coi như là để cho cha coi như là cầu nguyện cho Chúa biết đâu được, em mà có đức tin đó em sẽ chịu được. Tại vì thưa thiệt với cha, hồi nãy con chưa giới thiệu, con là người tăng cộng ngoại đạo, là con trở lại đạo. Thì anh con tên là gì, bao nhiêu tuổi ở đâu? Dạ con 49 tuổi, ở giáo xứ bây giờ huyện Văn Sáng, ở giáo xứ Bắc Ái, giáo phận 30 thuộc Cấp Ninh. Dạ thì con trở lại đạo từ năm nào? Dạ con trở lại đạo cách đây là 15 năm là con nhớ. Thì lúc con theo đạo thưa thiệt với cha thì con kể đây là con mong muốn cho những người tăng tòng ngoài đạo như con thôi, chứ còn nói về đạo thì con không đủ khả năng đâu. Con mong cho mọi người như con á hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Chính bản thân con chết trên giường, các bác sĩ đông y thầy thuốc nói về những các bà con ở cộng đồng đây biết thì ông thầy Phùng Lương Lương Nghệ An á, là ông nói về chữa bệnh gan rồi đó, nhưng mà đến con bắt mặt là máu cũng đông rồi, men gan cao, mà trong lúc bệnh của chú không thể được, mà coi như ông lắc đầu với vợ con, mà vợ con khóc là con đi về, là con đi chợ rẫy, mà chợ rẫy siêu âm con á với bệnh án là cái tốt con cũng chưa biết, con nói không được kể đó, chết sống gì đi được bảo có tất xong. Cuối cùng là bác sĩ cũng siêu âm là con bị sơ gan cổ trướng xa trực tràng xa trị giai đoạn 3, không thể cứu được. Bây giờ chú có chỉ có cái đường mà cuối cùng là chú chỉ có ơn một cái ơn lại thôi, bác sĩ còn nói vậy. Thì con đi về là giờ con kể tóm tắt là có anh Phượng là ở trong xóm con, là anh làm trong xóm giáo xứ, là giờ là anh cũng mang bệnh nữa, chứ còn trước đây anh cũng là hội đồng anh nói sáng hơn. Thôi bây giờ em là người ngoài đạo á, em cầu nguyện cho Long đi. Thì con có sao nói vậy, con có nhắn tin là cỡ 15 phút á, là con nghe cha nhắn lại là con yên tâm đi, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Trời lúc đó con nói thiệt, y như cái bóng bóng của con mà bay lên trời á, lúc đó của mình con nhẹ, lúc đó cái đầu con nhẹ. Thì con mới nói Phượng, anh nói anh Phượng ơi, chắc em chưa biết lòng thương xót bao giờ đấy, mà từ khi giáo điểm ở gì chia hòa ra mà con biết qua cái giáo điểm tin mừng này là con ước nguyện là anh Phượng ơi, làm sao mà cỡ nào anh cũng nhiều cho em đi đến lòng thương xót, biết đâu Chúa thử thách em trước khi mà em mang căn bệnh thử thách này, mà Chúa không bao giờ rời bỏ em đâu. Thì con cứ cầu nguyện anh Phượng, có nói là ba thì nhiều em cứ đọc kinh thương xót đi, Chúa không bao giờ bỏ em đâu, mà con cũng nghe lời anh Phượng con đọc. Thì lúc đó con cũng thương nghiệm cho con cô khang người lành lắm, tại con là người ngoại đạo mà làm sao biết được. Nhưng mà con cứ nói là con cứ nhìn lên tấm ảnh con cứ ôm Chúa đây, bây giờ con có sao như vậy, đây con đầy đủ hết, con cứ ôm Chúa, con ôm Chúa ơi, lạy Chúa thương xót con kính thác vào lòng thương xót của Chúa. Giờ bệnh của con coi như là người trần là nói chung là chịu rồi, giờ chỉ có Chúa là một vị thầy cao siêu mà Chúa không cứu con thì chắc có lẽ con không làm chứng được. Hôm nay con đứng đây thưa thiệt với cha, con mừng lắm, con ước nguyện rồi. Thì bây giờ nói chung là con không biết nói gì hơn hết, thì bây giờ con đã được cái ơn là vừa rồi con nói có siêu âm lần thứ hai á, là vừa rồi con có đưa có con đứa con của con là bị bại não tim bẩm sinh hở van bộ ba lá đó, con của con dạ con của con là hai cha con bị hiểm nghèo luôn, là có cái anh Phượng trong xóm anh biết trong làng trong xóm á, là vừa rồi con có đưa cái lễ ngày ăn chay á, là con có đưa lên là định là chứng, nhưng mà cái ngày đó là vô tình là con đưa đến
mà nó về nó kể là nó ôn cha lên chúc cho con, cha cho biết lễ này, cho ôn cái đầu cho hưng, mà bây giờ nó cung lắm cho ơi, mà cái bệnh bài não mà con nó không thể bác sĩ bó tay rồi, mà bây giờ về nó cung nó kể cho ông bà coi như bà con của con, mà bây giờ nói chung trong cái bà con của con là bên nội á, là họ nghe con như vậy là được cái một cái người ngoại đạo mà được cha long, là vừa rồi con có sao nó vậy, anh Phượng là có bán cho con một cái máy, là con về con mới cầm về bên nội á, là ở dưới Ba Mê á, người ngoại đạo nhà con là nói chung bà nội con là thờ mẹ con năm ông địa ông học tài lớn lắm, nhưng đây là lòng của con từ nguyện con tín vào pháp Chúa, con tin đi theo thôi chứ không ai bắt buộc con nữa cả, đó là Chúa thương con là chính đức tin chữa lành cho con khẳng định như vậy. Con cảm ơn cái máy phần con cái em Phượng cái hai cái rồi tạ ơn Chúa con nói một cách rất là xác tín. Đức tin của con đã cứu chữ con khẳng định như vậy, đúng không? Dạ, 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 đúng. Con cũng mong muốn cho những người ngoài đạo như con hãy vững mạnh tín thác vào lòng thương xót của Chúa.